Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô củ quẹ em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý khách hàng và anh chị em trên mọi miền của quốc một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hiện tại bây giờ là 12 giờ ngày Chủ nhật, em Lợi lại tiếp tục công việc mua xe bán xế của em Lợi nhé. Và khẳng định với quý anh chị, chiếc xe này là em review chiếc thứ ba rồi. Và chiếc xe này là cái chiếc xe mà khá là đặc biệt, tại vì sao buổi trưa em vẫn phải đi làm. Chiếc xe này nhá, đời 2016, vu bán tải 3.2 Ford Ranger WayTech, nhưng mà chạy đúng có 8 vạn, lốp còn theo xe nguyên một dàn, sơ cua chưa chạm đất. Toàn bộ xe thì khẳng định với quý anh chị là hết nước chấm luôn. Xe từ thân vỏ đến khung gầm, nội ngoại thất thì quá tuyệt vời, không đâm đô sâu tai nạn ngập nước gì. Và chiếc xe mà chạy chưa hết là lốp, quý anh chị biết rồi, chạy 8 vạn, nó rất là đẹp. Đấy, từ nội thất nỉ còn căng và xe thì quá mới luôn. Đấy, với tài chính hơn 500 triệu, bác nào mà quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Sau đây em sẽ quay vào tổng thành khung gầm, nội ngoại thất cho quý chị xem. Và đây là cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này. Đánh giá một cái chiếc xe mà đồng sơn nó còn xuất sắc và nó đẹp như thế này đây. Cái đường gân này nó còn bóng và soi gương được nhá, toàn bộ sơn riêng. Đấy, xe mà lốp còn theo xe nguyên một dàn, đồng sơn này, đến cabo này, kính đèn đều nguyên bản hết nhá. Đèn pha bi xi lông và cả biến va chạm phía trước này nó còn đẹp như thế này đây quý chị này. Đấy, các cái bướm gầm phía trước này không có bị mục mọt gì, toàn bộ các cái phần bướm phía trước này đấy, nó còn đều và nó mới không. Đấy, đèn pha mặt ca lăng đấy, một chiếc xe mà chạy đúng 8 vạn và lốp còn theo xe cả dàn này, 2016 nhá, tuần thứ 2016 này, lốp cực kỳ dày, khung gầm sắt xi chỉ chạy trong phố phường. Đấy, khá lâu rồi em Lợi lại về một cái chiếc WayTech mà đẹp như thế này đây quý anh chị này. Lốp bên lái bên phụ nhá, tất cả nó còn đẹp và này, đát lốp đều 2016 hết. Má phanh cực kỳ đẹp này, bầu toàn bộ giảm sóc này, sơn vạch của nhà máy còn nguyên nhá em Lợi. Chưa cho dọn vệ sinh đâu, tất cả xe là quay mộc cho quý anh chị này. Kính đèn đều zin theo xe, gương xin nhan trên gương này, tất cả kính lái, kính phụ đều zin hết nhá, bậc lên xuống này, đấy, khe hở cánh cửa đều nhau. Bác nào mà thích một cái chiếc xe đẹp xuất sắc thì quan tâm chiếc xe này nhá. Xe này của em Lợi thì quá chi là đẹp luôn, với tài chính hơn 500 triệu đấy. Một chiếc vu bán tải đời 2016 xin 3 đấy, giống hệt 2017 luôn. Toàn bộ xe, nhiều em xe 2017 còn không thể được cái chất xe đẹp như con 2016 này của em đâu đấy. Em khẳng định luôn, xe nó rất mới, chạy 8 vạn, lốp theo xe cả dàn. Và toàn bộ các cái phần thanh thể thao này đến bậc lên xuống này đều rất đẹp và mới nhá. Đây, sắt xi khung gầm này, khung gầm sắt xi này cực kỳ đẹp luôn. Đây, đát phía sau cũng thế nhá, đều 2016 hết nhá. Đây, khung gầm Hà Nội là khung gầm chạy phố phường này, nó khá là đẹp và mới nhá. Tất cả các cái phần đồng sơn này đến liên xuân đều đẹp. Và anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào quan tâm thì nhấc máy lên alo em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp nhé. À, kính này, giá nóc này, chỉnh chu từng chi tiết một, rất đẹp, cả bồ bóng đẹp, sơn zin hết. Đấy, sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý vị xem. Vâng, đây là toàn bộ cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này, từ cột kèo, táp ly, cánh cửa của chiếc xe này, bao zin nhá, chỉ cánh cửa này, bên trước, bên sau này đều nguyên bản hết, táp lô, táp ly, nội thất ghế này. Quý anh chị nhìn cái ghế này, nó khá là mới nhá, ghế mà ghế ra từ đầu mà chạy 8 vạn này, nhìn nó sáng và nó đẹp không. Đấy, các cái phần tựa đầu phía sau này còn mới, trần thì nguyên bản từ đầu, đẹp long lanh luôn, cột cào trần phào là zin hết nhá. Đấy, trải sàn 5D này với táp ly này, tay nắm cánh cửa này, keo chỉ đây, anh em nào biết xem keo chỉ zin 100%, bậc lên xuống chưa có sơn lại nhá, chưa một giọt sơn ta này. Toàn bộ sơn zin hết nhá, tất cả xe thì em Lợi khẳng định là xuất sắc luôn. Đấy, anh em xin nhìn cái kính này, kính thì đều của hãng Ford và đều có số 6 nhá, táp ly nhựa này rất mới nhá. Đấy, từ các cái phần chỉ trước sau này đều như nhau và nguyên bản của nhà máy này, cái khâu chỉ nó còn
vàng và đẹp như thế này đây quý anh chị này. Kính thì đều của hãng Ford và đều có số 6 nhá. Tay nắm móc khóa này khá là đẹp nhá. Đây, ốc cột này, sơn vàng vạch này, còn sơn long lanh luôn. Ốc này đều rất đẹp nhá. Nội thất ghế bên lái bên phụ đây, anh em nhìn về ghế hai bên này đều đẹp nhá. Phiên bản 3.2 trang bị này, khá là nhiều tắp lô tắp ly bóng khí nguyên zin này. Màn hình sinh ba đây nhá. Toàn bộ là tích hợp hai cầu này, số tự động này. Đấy, tích hợp vô lăng đầy đủ nhá, vô lăng khâu da này, nguyên zin. Tất cả xe thì bao zin chuẩn chỉ không đâm xô, máy số là nguyên zin. Cột kèo zin hết. Đấy. Toàn bộ các cái phần màn hình sinh ba nhá, nên là anh em yên tâm. Toàn bộ xe em Lợi cam kết chuẩn chỉ không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. Xe Ford Ranger Wildtrak mà đời 2016 đây. Lốp còn dày bịch đây các anh chị này. Lốp này, đát 2016 hết nhá. Tuần thứ 34/2016 này. Đấy. Tất cả các cái phần lốp là em Lợi kiểm tra hết, toàn bộ đều zin và đồng sơn này. Đấy. Thêm thanh thể thao nhá. Sàn thùng là chỉ có chở chưa có chở gì, rất là đẹp đây. Toàn bộ các cái phần này, chỉ này. Đấy. Sàn thùng bắc này thì chỉ có chở không khí thôi. Đấy. Nó rất mới và đẹp. Đèn hậu này. Thêm đây, đát lốp phía sau của chiếc xe đây, tất cả đát lốp này đều tuần theo xe nhé. Khung gầm sắt xi này. Đấy, cánh cửa bên lái của chiếc xe đây, keo chỉ zin 100%. Đấy, bác nào cứ đến xem mà phát hiện ra keo chỉ bị mất phần nào em tặng xe luôn cho quý chị nhé. Này, toàn bộ gioăng chống ồn, nội thất ghế này, ngàm khóa cánh cửa nó còn sáng và khôn nữa. Đấy, rất đẹp luôn, bậc lên xuống này, nội thất ghế này. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan nhá. Với chiếc xe này thì em Lợi cũng hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhá. Ốc này, này ghế lái chỉnh điện nhá. Này, hai má ghế này chưa dọn vệ sinh gì, rất đẹp và nguyên thủy từ đầu. Bàn đạp phanh ga đây, xe nhập nguyên chiếc nhá. Tất cả xe này từ khoang động cơ đây, khoang động cơ quý anh chị nhìn này, ốc tai, ốc cabo này, chỉ cabo này. Zin 100% nhá. Anh em nào mà kiểm tra các combo này mà tháo lắp thì em sẵn sàng bồi thường 50 triệu đi lại nhá. Này, tem mác ốc khóa này, ốc dàn quà đều zin hết và ốc tai hai bên đều nguyên bản này, ốc cabo này quay mộc cho quý anh chị đây. Chưa dọn dẹp gì, sau hai hôm này em Lợi sẽ cho dọn dẹp vệ sinh. Tổng thể xe thì khá là đẹp đây nhá. Sau đây em sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý anh chị nghe nhá. Và đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động nhá. Máy 3.2 cực kỳ khỏe khoắn và động cơ này máy nổ im thân thất, không có rung lắc gì, còn cơ không có chảy dầu. Anh em có thể nghe cái động cơ này. Vâng, sau đây em Lợi sẽ chạy thử chuyển động cái chiếc xe cho quý chị xem nhé. Vâng, sau đây em Lợi sẽ chạy thử trải nghiệm cái chiếc xe cho quý chị xem nhé. Đấy, trước khi chạy thì em thắt dây an toàn vào này. Vào đây, khởi động cái chiếc xe lên. Máy 3.2 nổ rất khỏe nhé. Đây, màn hình sinh 3 này, có tràn viền này, màu trắng này. Toàn bộ màn hình là hoạt động rất tốt nhé. Đấy, tất cả các cái phần điều hòa này cực kỳ mát nhé. Sau đây em sẽ cho xe chuyển động này. Tay lái trợ lực điện khá là nhẹ nhàng và cái tay lái này nó rất mới nhá quý anh chị này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Xe từ táp ly nỉ là em về em chưa có dọn dẹp gì, mới dội qua nước lã bên ngoài thôi, đã quay review trực tiếp cho quý anh chị rồi. Nói chung là bác nào mà thích cái xe đẹp xuất sắc, một năm chạy 1 vạn hầu như chỉ để gốc cây, quá là đẹp và quá là xuất sắc luôn. Nội thất ghế khung gầm chắc chắn. Đấy. Với cái tài chính hơn 500 triệu, anh em nào mà quan tâm đến chiếc xe xuất sắc này thì
nhấc máy liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp nhé. Nói chung là quý anh chị ạ, chạy một cái chiếc xe vô bán tải 3.2 đúng là thật là phê. Đấy. Chất lượng này cực kỳ là phê luôn. Đi không có cái gì mà cảm thấy phải để chê nữa cơ. Quá mượt mà luôn. Đấy. Động cơ khỏe. Không gầm chắc. Anh chị em nào mà có nhu cầu lên đời xe bán xe, alo em Lợi nha, em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc. Bên em thì chỉ làm xe đẹp thôi, không làm xe tai nạn ngập nước. Nên là các bác cứ yên tâm, các bác cứ mang thợ, mang hãng, mang đơn vị thứ hai, thứ ba đến check test nhé. Phát hiện ra đâm số tai nạn ngập nước, bên em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị nhé. Nhưng mà để mà lấy được 50 triệu của em Lợi thì rất là khó đấy. Tại vì em Lợi đã kiểm tra kỹ lắm. Tất cả mua một con xe bên em phải đưa tiêu chí là chỉ làm xe đẹp. Nên là mọi vấn đề về đâm đụng là không có. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý chị các bạn một cái chiếc xe Ford Ranger Wildtrak đẹp xuất sắc luôn, sản xuất năm 2016, số tự động, một cầu sinh 3, xe chạy 8 vạn lốp theo xe cả dàn và toàn bộ xe pháp lý bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Một lần nữa em Lợi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị các bạn trong một video gần nhất. Đời trôi thật mau, sương gió bao dặm trường, ta được dây hay mất, một hạnh phúc giản đơn tưởng chừng trong tầm với, mà sao bao trái ngang, mở lòng quên hận đau, trôi hết bao bụi trần, xa dần hơn ân oán. Đời là con tạm thôi, để lòng thanh thản nhẹ, dẫu nụ cười trên môi. Rồi xuân lại qua, kiếp ngồi như hoa cỏ, nó rồi tàn, tan chảy giữa trời mây. Con tính hơn thua, sẽ nghèo úa tâm hồn. Hãy yêu thương người san sẻ chuyện buồn vui, chờ tình yêu vào tim, thương quê nhau thật lòng, trao thuần hòa nhân ái.